Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Đố mọi người biết Minh Tú đang ở đâu? Ủa tất nhiên là đang ở Bali rồi đó. Ngày hôm nay Minh Tú đã quyết định làm một cái chuyện mà coi như là đặc cách cho bản thân của mình được tận hưởng. Đó là Minh Tú đã đi hiện tại Minh Tú đang ở Ubud đó mọi người. Minh Tú nghe người ta nói rằng nếu như mình chưa đặt chân tới Ubud thì đồng nghĩa với việc bạn chưa đi du lịch Bali. Cho nên trong những ngày kẹt dịch ở 3 tháng ở Bali nên ngày hôm nay Minh Tú đã quyết định sẽ đi đến Ubud. Ubud là trung tâm, được gọi là cái trái tim của đảo Bali, một thị trấn thuộc tỉnh Bali, Indonesia. Theo như Minh Tú tìm hiểu á, là Ubud nằm ở giữa những cái khe núi và những cái cánh đồng ruộng, cho nên xung quanh được bao vây bởi những cái rừng và cây, cho nên khí hậu ở Ubud khá là mát mẻ. Mát mẻ là mát mẻ hơn ở Seminyak thôi nha, chứ không phải là mát giống như là Đà Lạt nha. Trời, nó chỉ hơi mát mẻ thôi, chứ còn Đà Lạt là nó mát hơn nhiều luôn á. Hiện tại thì mới tới đây được có một tiếng thôi, là từ Seminyak mà đi đến Ubud á thì mình sẽ thường ngày sẽ mất tới 2 tiếng lận tại vì kẹt xe. Còn cái thời điểm này á, tao nói nó vắng như chùa Bà Đanh vậy mọi người, là đi có nhiêu 50 phút à, cũng sợ á, cho nên là mình đi xe ô tô, mình book một cái xe ô tô 300.000 IDR là khoảng 450.000 tiền Việt mình á. Còn nếu như các bạn thường thường á, những người đi du lịch mà có bạn, có bè, có bầy, có đôi á, thì người ta sẽ đi theo kiểu đi phượt, là đi xe máy được á mọi người. Tại vì Minh Tú thấy đường nó cũng khá là nhỏ, dễ đi. Thường xe máy sẽ dễ đi hơn xe hơi, tại vì cái đường nó nhỏ không à. Việc đầu tiên là Minh Tú sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái căn villa mà Minh Tú đã thuê ở đây. Minh Tú thuê cái căn villa này chỉ có 35 đô một đêm thôi. Mình rất là thích những cái mà nó kiểu cổ, hơi cũ. Thì hôm nay mình chọn cái villa này, theo như mình được biết là đã xây dựng hơn 40 năm rồi. Và họ giữ tất cả mọi thứ hầu như là basic, là những là giữ nó như cũ á mọi người. Họ chỉ có thêm cải thiện thêm những cái chút cần thiết thôi. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi tham quan cái căn nhà này nha. Đây là cái cửa nè mọi người. Cái cửa nhìn nó rất là cổ kính. Cái căn villa xây dựng hơn 30 năm rồi. Mình tôi thích mấy cái cổ vậy nè. Sợ ma thì đó, nhưng mà thích. Đó. Ta nói nó khắc nghiệt quá. Ta nói nhìn cái cửa nè. Đó, rồi nhìn tôi. Tôi đụng cái cửa nhà luôn á, cho nên là mỗi lần đi vô tôi phải nhìn. Không. Đi vô. Đó, xong mới đóng cửa lại. Mọi người thấy không, tất cả họ đều hầu như là giữ nó ở mức cổ kính nhất. Cái cửa nè, cái cửa phòng, đây là một cái phòng khác. Mà tại vì cái nhà này có tổng cộng 3 phòng, 4 phòng. Mà tại vì Minh Tú ở một phòng thôi cho nên họ khóa cửa. Đây là cái phòng khách nè mọi người. Minh Tú rất là thích những cái món đồ nhìn nó cổ, nhìn nó rất là hay. Giống như cái tủ này, cái kệ, rồi nó có cái gương bự này nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực giống như là cái khu vực ở trong một cái gian nhà hồi xưa là có giống như là phòng sách rồi phòng làm việc á. Đây là đây, phòng đọc sách nè mọi người. Còn bên đây là phòng làm việc. Đó, có cái bàn cho mình ngồi làm việc. Cái nhà này mà ngày xưa ở, ai ở chắc giàu dữ lắm luôn á. Kiểu giống như tôi nè, bây giờ mình tôi đóng phim giống như ngày xưa tôi là coi như là hồi xưa gọi là khuê cát, kiểu gì? Con gái mà của gọi như là con gái mà của nhà giàu hồi xưa gọi là gì ta, tiểu thư khuê cát rồi đó.
cái salon này họ vẫn giữ cổ kính rất là cũ luôn. Ra đây là chúng ta sẽ nhìn thấy view đó, mọi người thấy không, bao quanh Ubud toàn là những cái khu rừng như thế này nè, rừng rồi ruộng bậc thang rồi đó, có suối nè mọi người. Nóng quá à, cho nên là bị cột tóc lên. Bây giờ là dắt mọi người đi vô cái phòng ngủ chính. Cái này giống như là ngày xưa có cái gì tôi quên mất tên rồi. Cái mà để che chắn nè mọi người. Cái màn, không phải cái màn. Thôi không biết, tôi mệt quá. Nói chung nhưng mà cái họa tiết ở trên đây người ta vẽ rất là dễ thương. Nhìn nó rất là hay hay á mọi người. Nè nhìn nè. Đó. Bây giờ đi vô nha. Đó, ở đây là có một cái bàn để mà ngồi ăn sáng uống cà phê đồ á. Thì bình thường là người ta cho hai cái nón bảo hiểm để dành couple đi á, mà tôi đi có một mình à. Thường là ngồi ở đây nè mọi người, ngồi ở đây cái xong rồi em ôm anh rồi cái anh ôm em, cái là anh yêu mà chắc anh yêu không nổi đâu, biết sao, mũi quá à, mũi quá trời mũi luôn á, là tại vì rừng cây không à mọi người, bao quanh phủ toàn là cây không à, cây cỏ đó xung quanh luôn, cho nên là mũi cũng khá là nhiều. Cho nên nếu mà mọi người có đi du lịch trên Ubud thì nên chuẩn bị những cái chai xịt chống mũi, kem thoa chống mũi và nhất là nhang mũi. Không những ở Ubud nữa, ở Bali mùa này mũi dữ lắm. Đó, mọi người thấy Tiểu Thư không? Đó, kiểu như Tiểu Thư đang đứng. Tiểu Thư mà đứng nhớ người yêu. Đây là phòng ngủ của tôi đó, tôi chọn cái phòng này. Cái phòng này rất là to và cái phòng này nó nhìn nó rất là cổ luôn á. Không biết nói sao nữa, một người thiếu cái ngôn từ tiếng Việt thì tôi không biết nói sao. Giường ngủ, qua đây là ngủ mùng không chứ không có ngủ bình thường. Không ngủ mùng là chết. Thời đại bây giờ nhưng mà vẫn phải ngủ mùng. Không ngủ mùng nó mũi nó cắn chết. Trời ơi cái giường này quá trời đẹp luôn. Cái giường này là công chúa ngủ á. Tối tôi ngủ trên đây cái tôi tưởng có là tôi là công chúa. Mọi người thấy không? Hầu như tất cả mọi thứ là người ta giữ lại, như là cái mái ngói này người ta giữ lại, những cái họa tiết, những cái điêu khắc, những cái hình hoa văn nó rất là kỳ công. Như cái quạt này là gắn nè, nhưng mà gắn thì cái quạt này gắn thì chắc cũng lâu. Giới thiệu với mọi người một người bạn thân của Minh Tú ở Bali. Nhang mũi á, bạn thân đó, nói chung là bạn đồng hành luôn, không có chắc chết. Con na nó chưa kiếm là con mũi nó kiếm tôi rồi. Đây là khu vực đọc sách, có cái bàn làm việc ở trong phòng ngủ luôn. Dễ thương quá. Cái hoa này hơi su nha. Cái hoa tự nhiên mọc kỳ vậy cha. Lên. Mọc bị quẹo rồi, hết đẹp đó. Mọc với mọc lên vậy nè. Ở đây mà có kiểu quần áo đồ, rồi có photo đi theo rồi. Nhất cái nách luôn á. Cả những cái bức tranh nó cũng đẹp nữa. Nói chung á là những cái kiến trúc này á là dành cho những người nào mà họ thích kiểu mà cũ cũ, thích cái style Indochine á thì mới thích nha. Còn mà thích kiểu hiện đại thì sẽ kiểu thấy nó bị cũ kỹ quá. Trời ơi, công chúa đẹp quá. Công chúa trong gương. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến một cái chỗ mà tôi thích nhất trong cái phòng này luôn á. Đó là cái phòng toilet. Tôi cũng biết sao tôi thích mà nó rất là dễ thương. Đây là cái cánh cửa mà đi vô cái toilet nè. Có hình hai nhân vật. Nhìn nó rất là sợ đúng không? Nhưng mà nó kiểu nó sao ta? Nó ạt ạt, nó khu khu sao á. Cũng không biết nói tại mình cũng không phải dân kiến trúc. Mình chỉ biết cảm nhận vậy thôi. Nè mọi người thấy không? Đây là cái gì biết không? Đây là cái máy lạnh. Nhưng mà để nó đồng bộ hóa với cái kiến trúc trong nhà thì người ta sơn luôn nó màu đỏ này. Đó, cái cửa. Trời, giống như đi về thời quê vậy đó. Tôi rất là thích. Tại sao tôi rất là thích? Nè nhìn đi, ánh sáng ở trong cái phòng này nó đẹp. Nhìn nó rất là hay luôn á. Tất cả những cái gọi là cái cánh cửa này là bằng gỗ nè. Cái này là tường nè. Đó, nhưng mà họ vẽ chung lại cho nó cùng một cái hình. Trong đây là cái gương mà mình có thể nhìn ra. Các bạn thấy là toàn là xung quanh là cây không? Đó. Sàn bằng gỗ đàng hoàng nha. Gỗ thiệt 100% nha, không phải gỗ công nghiệp dán ép rồi đây nha mấy bà. Ubud là nơi mà tập trung rất là nhiều nền văn hóa, trung tâm nền văn hóa cũng như là truyền thống của Bali. Đó. Nên là những cái kiến trúc ở đây là thuộc vào những năm 50, 60, 70 á. Nhưng mà kiểu Indochine nha. Nói chứ tự sợ thì không biết tiếng Anh đâu nha. Cái gió nó thổi cái cửa. Thiệt luôn á, đẹp thì đẹp thiệt mà ở đây chắc sợ ma quá à. Tối tôi sợ ma chết luôn á. Đây toilet, lộ thiên, phòng tắm,
đó, người ta sẽ gắn những cái thiết bị cần thiết như nước nóng, nước lạnh. Đây là ngoài thiên nè, ngoài trời. Đây có hồ bơi nha mọi người, hồ bơi private của cái villa này luôn. Đó, ăn tiền không? Nè, ăn tiền có điểm này nè. Chết chưa? Chấn động chưa? Chết luôn á. Trời, hoàng hôn một cái thôi, hay bình minh một cái thôi, sống chết với em đó chứ không sống, không sống nổi đâu. Mà tôi buồn, cảnh rất là đẹp nhưng mà không ai chụp hình giùm tôi á, tôi đau khổ quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp một căn phòng. Thôi mình gõ ba cái gì đó. Một cái phòng ngủ khác đó mọi người, ở trong cái căn nhà này nè. Ôi. À đây là toilet nè. Tôi nè. Cái cây này mai mang ra nắng thì chứ không có héo. Ta nói mọi thứ nó cổ kính quá ha. Phòng tắm. Ủa rồi tự nhiên phòng tắm có cái ghế gì trời. À ý là anh ngồi ngắm em tắm, hoặc là em ngồi ngắm anh tắm. Đi lên lầu. Trời ơi họ trang trí hay quá. Cái này ở đông đông thì vui nha, chứ ở mình như tôi hơi sợ ma xíu à. Đây. Trời ơi, có cái ghế ngồi. Ăn tiền cũng chết. Đây nè mọi người, để mình kể câu chuyện cho mọi người nghe nha. Đây là câu chuyện gì biết không? Câu chuyện là tiểu thư của nhà họ này nè. Sau khi yêu anh tá điền ở ngoài dùng ngoài đó, xong rồi ba mẹ cấm, không cho là ba mẹ nhốt vô phòng này nè. Đó. Suốt ngày nhốt trong phòng này khóa cửa lại. Đó. Đây là cái tiểu thư đứng nè. Đây là nơi mà tiểu thư hay đứng đó. Buồn. Tiểu thư nhìn ra ngoài kia, ít nhất tiểu thư mà trời ơi giàu buồn cũng được cái bị nhốt, nhưng ngắm cái view quá trời đẹp luôn. Nói thiệt chứ mọi người là nhìn cái phòng này là biết cái phòng chinh trắng luôn. Đây, nơi này là nơi mà tiểu thư buồn nè, rồi tiểu thư ngồi viết thư tình cho người yêu ngay tại các bạn này. Ở đây có rất là nhiều sự lựa chọn, rất là nhiều cái villa khác nhau, nhưng đa số hầu như là những cái villa ở đây thường sẽ rất là đắt. Nếu như mà view nhìn ra ruộng á, ra ngoài ruộng, ra ngoài rừng á, view mở á, trên đồi này nọ là giá rất là cao. Thì đa số tại vì cái khẩu vị của người nước ngoài á, những cái người mà ở phương Tây họ thích hòa mình về thiên nhiên, tại vì ở những thành phố lớn thì họ bị tấp nập bởi công việc rồi xe cộ rồi ồn ào, nói chung là hiện đại quá. Ubud là trái tim của Bali thì tại sao là như vậy? Tại vì Ubud là trung tâm nền văn hóa của Bali, về kiến trúc nè, rồi nó là một cái nơi nó sẽ hoàn toàn khác. Ví dụ như ở những cái vùng khác như là tự nhiên ở giữa một cái đảo thì nó có một cái khu mà nó hơi ở trên đồi, trên cao một xíu á, rồi nó nằm giữa những cái khe núi cũng như là những cái cánh đồng ruộng rồi rừng này nọ, cho nên là nhìn nó rất là hay. Và một cái mà mình cũng cảm nhận được á, là ở đây rất là yên bình, cho nên ở trên Ubud nổi tiếng nha, nổi tiếng là rất là nhiều lớp học yoga và học thiền. Mà tôi á là được khuyến khích đi học thiền là bởi vì sao? Tại vì tôi quá sồn, cho nên là ai cũng kêu tôi đi học thiền hết. Mà tôi chưa trải qua là đi học thiền, tôi sẽ cầm cự được trong mấy phút, chắc một hai phút quá. Đó là lý do mà tại sao rất là nhiều nghệ sĩ á, thường họ đi du lịch tới Bali là họ hay ở nhiều ở Ubud. Tại vì mình nghĩ là cái không khí và cái không gian ở đây tạo cho họ nhiều nguồn cảm hứng, nhất là những người mà viết nhạc với viết sách, mà không phải viết nhạc rap đồ đâu nha. Kiểu như là không phải viết mấy cái nổi loạn đâu nha, trời. Kiểu nhạc rap bên đây thì chắc là cũng được, kiểu rap mà buồn đời u uất á, kiểu mà về cuộc sống đồ đó thì chắc bên đây cũng được đó. Nhất là những người mà diễn viên nè, viết sách đó, viết nhạc, nhạc sĩ đó, lên đây ta nói là hòa mình vào thiên nhiên mà tìm lại tất cả trong cuộc đời luôn á. Nó tới khúc này mắc cười. Còn mấy bà thất tình á, lên đây á là sảng khoái chứ đừng u ức quá nhảy xuống nha má. Chuyến đi đầu tiên của mình trong tham quan Ubud lần này là đi suối thác nước, đi xem thác nước Tiburama. Thì để di chuyển trên đây thì mình sẽ thuê một chiếc xe máy, thì thuê một ngày tầm khoảng 80.000 tiền Việt Nam của mình. Và bây giờ mình đang stop ở một cái quán cà phê để mua cà phê.
đi tới thác nước điểm tham quan đầu tiên Tiburama thì là Minh Tú thuê xe máy, nhưng mà Minh Tú có nhờ một cái anh ở trong cái chỗ villa Minh Tú thuê chở Minh Tú đi để Minh Tú có thể quay, thì là tránh thêm chút tiền. Từ chỗ villa Minh Tú là ngay trung tâm của Ubud đi lên đây khoảng 30 phút, và bây giờ là khung cảnh xung quanh nè mọi người, rất là thiên nhiên, rất là hoang sơ, nó giống mấy cái ở dưới Mekong Delta của mình á, miền Tây á. Ubud có rất là nhiều thác nước rất là đẹp mà họ vẫn còn giữ lại những cái nét hoang sơ để mà mình có thể đi tham quan á. Đây là cái đường đi xuống nè mọi người. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi xuống thác nước. Tới rồi. Tới rồi mọi người, tới thác nước rồi nha, tới rồi nha. Đi 30 phút tới đây. Nè nhìn nè. Đóng cửa. Kiểu tôi cũng muốn quay hành trình này nọ đó mà su. Thì cuộc đời tôi su cà na quá. Nhưng mà thôi kệ, cũng đi được, thấy mấy cái khung cảnh hơi miền quê xíu, tối còn hơn không. Chứ giờ ở nhà cũng có làm gì đâu. Thôi ngắm đỡ vậy nha mọi người, nghe tiếng suối đi nha. Róc rách, róc rách, róc rách, róc rách. Không được vô thác nước thì bây giờ mình đi xuống đây mình ngắm đỡ đi. Không được đi thác nước thì thôi đi bộ xuống đây ngắm đỡ dòng suối đi. Có còn hơn không nha. Ở đây có một cái đền thờ nè mọi người. Nhìn rất là linh thiêng. Nhìn nó rất là thiêng liêng luôn á. Nếu mà ai coi phim gì á, ít Ray and Love á, là ai cũng sẽ muốn đi đến Ubud một lần. Trời ơi đẹp. Tôi nghĩ là tôi không có được đi vô thác nước. Tôi chỉ đi vô, bây giờ đi bộ xuống cái mé của thác nước, có một cái suối vậy thôi. Đi mé xuống đây nè. Giờ mới mệt nè. Trời ơi, giờ đi lên thà luôn á, còn hơn tập thể dục. Mọi người ơi, ngựa bà vẫn có yếm, bây giờ chịu không nổi rồi, phải thi đổi quần thôi. Nó kẹt quá kẹt, nó sóng gió là nó kẹt ghê lắm, nên giờ phải đi vô mua cái quần thay. Kẹt mệt mỏi luôn. Thôi thà sau. Mọi người biết sao không? Bận bình thường chụp hình này nọ được, chứ mà ngồi xe máy lâu quá nó kẹt. Và mình đã đi tới một cái thác nước thứ hai tên là Tiginetang. Thì cái thác nước này cũng như cái thác nước kia thôi, nó đóng cửa rồi. Nhưng mà hồi nãy mình hỏi cái anh ở đầu đường á, thì anh nói là thường á là người ta bán vé, nhưng mà hôm nay người ta đóng cửa rồi bởi vì corona đó, nhưng mà không có ai hết. Mày thích xuống thì mày xuống thôi. Đó, có người tắm suối ở dưới. Bây giờ mình đi xuống dưới Tiginetang hình như vậy á. Hình như người ta đang xây dựng một cái villa gì ở ngay cái khu này. Xây dựng mà thấy hết đẹp. Ý là để đây nè. Trời ơi, đổi cái quần cái thấy thoải mái thiệt luôn á. Chuyến đi tham quan Ubud của tôi quá mệt mỏi. Ngay mùa dịch, chỗ nào cũng đóng cửa. Nóng nực lắm luôn á mọi người ơi. Tại vì nó là rừng, nó rất là mát, nhưng mà buổi sáng á, buổi trưa á, là nó rất là hầm. Tổ chim, có cái tổ chim nè. Thường thường là người ta tới đây, người ta leo bên đây chụp hình nè. Angry Bird. Nè mọi người, con chim.
thôi, coi như là cũng có trải nghiệm mùa dịch đi. Chứ ở đây 3 tháng không biết chịu chết luôn. Bây giờ đi vô thác nước nha mọi người. Nè mọi người nhìn đi, cái đường đi nó rất là trơn trọt, cho nên là đi là phải cẩn thận. Một thân gái dặm chuồng vừa quay vừa đi luôn, để cho mọi người coi. Tao nói nó té một cái là đi luôn cái camera. Mọi người nhớ subscribe. Lộn. Tuy nhiên mọi người subscribe. Mọi người nhớ nhấn theo dõi nha. Có mấy bạn Tây ở đây. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Ubud cho nên mình sẽ chọn ăn nhà hàng thật là sang chảnh. Nhà hàng Nhật có tên là The Savan House. Đây mọi người nha, cái view mà ngồi ăn ở đây nè. View từ nhà hàng rất là đẹp. Ở trong nhà hàng nó có một cái quầy bar nữa. Ví dụ như ai muốn uống rượu cocktail ngắm hoàng hôn thì có thể ra đây ngồi. Còn đây là cái view từ cái chỗ mình ngồi ăn. Đó. Trước khi vô nhà hàng mình sẽ được đo nhiệt độ, sau đó người ta sẽ cho mình nước rửa tay. Và tiếp theo một món bảo vật đó là nước xịt để chống mũi á, tại vì ở đây mũi rất là nhiều luôn. Mình sẽ chọn cho mình một ly cocktail my favorite. Và móng tay đất không. Nếu như mà mọi người mà có cơ hội đi lên đây du lịch á, mà mùa du lịch nha, đừng mùa corona rất là đẹp lắm á. Tại vì bây giờ đóng cửa hết trơn rồi. Với lại hả, đi có một mình không ai chụp hình giùm. Chứ mình đi với chị em chắc là chụp hình đã luôn. Quay clip chấn động. Mình order tới 2 ly cocktail rồi mọi người. Cái này là spicy margarita. Cũng được, nhưng mà mình thấy khẩu vị của mình là mình pha ngon hơn. Ly thứ hai này là Matita. Chua chua, ngọt ngọt. Dâm mình chắc tối nay ra ngoài rừng rồi nói chuyện với mấy con côn trùng nữa quá. Đây là món quái đản nè mọi người. Ở Việt Nam mình gọi là quái đản, là quán đãi đó. Ý là giống như là thường vô mấy nhà hàng xịn xịn là trước nhà hàng Tây là người ta sẽ cho ăn bơ với bánh mì á. Thường mấy quán bình dân là cho ăn đậu phộng. Tây thì cho ăn bánh mì với bơ. Còn này thì không biết cái gì nữa, phân lan, khoai tím gì nè, với mayonnaise. Order hai món được mang ra đầu tiên là salad. Tên là Nikki Salad. Tên thì nghe rất là hay nhưng mà không biết ăn nó ngon không, nó nhìn nó lạ quá. Lạnh nhất mà nó giống như mấy cái rau sống mà người ta bỏ sốt mayonnaise lên á, không có gì đặc biệt á, thì ngon là ngon nha. Nhạt, mấy cái món nhạt cũng rất ngon, như con gái đẹp mà nhạt mà dục. Ai nói em quê em chịu. Chứ cái món này nó giống như là miếng xào chay của Việt Nam mình á, rồi bỏ con tôm lên trên vậy. Y chang miếng xào chay, không có gì khác. Chỉ khác nữa là bỏ tôm vô thôi. Trời đất. Nó bán em 80 ngàn. Việt Nam em ra ngoài cánh mua 20. Súp nha mọi người, order súp. Rồi món súp mà quá trời lạ rồi. Ok, hy vọng nó ngon nha. Chứ thấy là về gọi là ạt.
là dữ dội đó, giống như uống cà phê vậy. Chị sẽ nói là thử cái nước súp trước coi vừa ăn không, rồi mới mix cái trứng lên. Ngon. Nước súp với canh gà với nấm gì, không có nhân sâm. Giờ mình mix nó lên nè. Ở dưới là trứng gà với nấm. Mọi người nên thử món này, thiệt ngon. Sushi với lại chicken teriyaki mình dạng làm theo kiểu đồ ăn của cái gì á, giống tacos á, của Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha thì quên rồi. Ăn một miếng gần ngâm. Tôi ngồi ăn một mình tôi mới ăn vậy thôi nha, chứ mà tôi đi ăn với trai không ăn vậy đâu đó. Nhưng chắc ăn nhắn cho tôi ăn nè. Em no chưa? Nhưng mà trong lòng trời ơi đau quá chế. Bởi vì bé Na đó cho nên hầu như tất cả những địa điểm tham quan du lịch đều bị đóng cửa, cho Minh Tú không có cơ hội để mà đi tham quan cũng như là quay lại cho các bạn coi. Nếu mà các bạn có cơ hội đi đến Ubud đó, thì hãy đi tham quan những địa điểm khác nha. Nó rất là nhiều địa điểm và rất là đẹp luôn. Ví dụ như rừng nè, rừng khỉ nè, ruộng bậc thang nè, thác nước nè, rồi núi lửa nè, rồi rất là nhiều quán cà phê sống ảo. Ta nói á, đi đến đây á, sống ảo là chấn động luôn á. Nhưng mà tiếc quá. Nhưng mà không sao, trong tương lai Minh Tú chắc chắn sẽ quay lại Bali và chắc chắn Minh Tú sẽ quay lại Ubud và Minh Tú sẽ quay nhiều thêm cho các bạn cùng coi nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. À quên nữa, các bạn ơi, nếu mà các bạn có yêu thích video clip này của Minh Tú thì các bạn hãy bình luận cũng như là share về Facebook của các bạn, và các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh Minh Tú Official nhé để động viên cho Minh Tú làm những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.